Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và đến với clip ngày hôm nay. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi nhân vật và thay đổi thời tiết trong game nhé. Thì các bạn nhìn này, nhân vật của mình đang là một bạn nữ tóc dài và một bạn nam tóc ngắn. Và thời tiết của mình thì đây, đang là sunny, snowy và sunny. Nghĩa là 4 trời nắng và 1 trời tuyết. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thay đổi nhé. Đầu tiên thì mình sẽ thoát game ra. Sau đó thì mình sẽ vào cái app WPS Official. Cái app này thì cái video hướng dẫn hack bung trái tim ấy của mình hôm trước thì có hướng dẫn rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn qua lại cho các bạn nhé. Thì mới đầu các bạn lên CH Play, các bạn gõ WPS Official, rồi các bạn tải cái app này về nhé. Sau khi tải cái app thì các bạn vào quản lý tập tin này. Các bạn bấm vào bên cái file thư mục. Sau đó thì chúng ta vào phần Android và phần data, tìm cho mình thư mục com.hyperback.adorablehome. Đây, các bạn vào phần file và các bạn vào phần player database. Các bạn mở nó bằng WPS Official nhé. Nhưng mình đã mở một lần rồi thì khi mà bây giờ truy cập vào thì mình chỉ cần bấm thẳng vào WPS Official. Nó hiện lên cái file dữ liệu game Adorablehome của mình. Đây, hôm trước thì mình có dạy các bạn hack bằng cái file này rồi. Đó là chúng ta thay đổi cái dòng chữ chỉ số trên trái tim này. Nhưng trái tim của mình đang có 886.000 trái tim này. Đấy thì các bạn hack thì các bạn thay đổi trái tim rồi bấm vào lưu nhé. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi nhân vật và thay đổi thời tiết nhé. Đồng thời thì mình sẽ hướng dẫn luôn cách thay đổi số tim mà các bạn nhận được khi mà thời tiết. Đây, ví dụ như này. Đây, đây là dòng nhân vật của chúng ta nhé. Bây giờ mình sẽ bấm thử sang cái khác. Mình sẽ bấm thành gơn ít trừ 3. Đấy, còn cái bạn mình cũng thay đổi luôn nhân vật boy. Boy ship trừ 3. Các bạn lưu ý là đừng có sửa linh tinh những cái dòng này nếu mà các bạn không biết nhé. Không thì nó rất dễ là bị lỗi game ấy. Đây, đây là dòng thời tiết của chúng mình đây. Đây là mục sunny này. Sunny, snowy và sunny sunny. Đây, mình sẽ thử thay đổi thời tiết hôm nay nhé. Mình sẽ đổi thành snowy đi. Nghĩa là thời tiết tuyết ấy. Snowy. Bên trên này là thời tiết nhá, 5 dòng thời tiết người ta đã cho vào ngoặc kép rồi đấy. Còn bên dưới này này, đấy, 5 cái dòng chỉ số này người ta cho vào ngoặc kép ấy là 5 dòng chỉ số team mình nhận được. Mình sẽ sửa nhá. Mình sẽ sửa hôm nay mình sẽ nhận được 9999 team. Tiếp theo thì mình sẽ sửa cái này thành 69.000 team. Cái dòng thứ 3 mình sẽ sửa thành 88.000 tin. Đấy, vậy là mình đã sửa xong 5 dòng thời tiết thành số tin như thế này. Sau đó thì mình sẽ bấm vào xong và bấm vào lưu nhé. Lưu, ok, tiếp tục. À, mình đã lưu rồi. Sau đó thì mình sẽ vào game. Đây, đây là nhân vật của mình đây. Một anh đầu trọc. Còn một chị này tóc dài. Sau đó thì mình đã tiến hành đổi nhân vật thành công rồi. Và sau đây thì mình sẽ vào thử điểm danh nhé. Đây, vậy là mình đã thay đổi thời tiết. Cái đầu tiên như các bạn nhìn thấy là trời nắng đúng không? Bây giờ mình đã thay đổi nó thành trời tuyết rồi. Và đây, mình cũng thay đổi trái tim nhận được mỗi ngày rồi. Thì cái này nó chỉ tối đa được 999 trái tim thôi nhé các bạn nhé. Thế vừa rồi thì mình thay đổi chỉ số nghìn ấy, không được. Nó chỉ ấy được chỉ số trăm thôi. Đấy, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. À mà quên, cái này chỉ áp dụng được trên Android thôi nhé. Còn với iOS thì theo mình biết là không tải được cái app kia về và không hack được. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.